Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới Vân Hội tại Việt Nam. Để theo dõi được thường xuyên những video và theo dõi được thường xuyên những cái phần hướng dẫn của tôi thì anh chị sẽ nhấp ấn vào cái nút đăng ký phía dưới để tôi có cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những cái tips này. Xin cảm ơn. Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cái tục lệ xuất hành đầu năm. Xuất hành đầu năm thì chúng ta chia thành hai cái dạng xuất hành. Cái xuất hành đầu tiên đó là xuất hành vào ngày mùng 1 Tết, tức là vào ngày mùng 1 Tết anh chị đi thăm viếng họ hàng hay anh chị đi lễ chùa chẳng hạn, thế thì xuất hành ra khỏi nhà. Và cái phần xuất hành thứ hai là anh chị về quê ăn Tết, anh chị xuất hành đi lên trên thành phố, hay là anh chị xuất hành đi học xa, hay là xuất hành đi vào địa điểm để anh chị thực hiện những công tác trong năm 2019 chẳng hạn. Thì như vậy là một là mình xuất hành đi xa hẳn, tức là ví dụ như tôi công tác trong miền Nam chẳng hạn, thì cái ngày đầu năm mà tôi, nhà tôi ở trong miền Nam nhưng mà bố mẹ tôi ở ngoài Hà Nội, thì đến Tết thì tôi ra ngoài Hà Nội tôi ăn Tết cùng ông bà, sau đó tôi lại chuyển vào miền Nam, sau đó là hết Tết rồi tôi lại bay vào trong miền Nam chẳng hạn. Thì cái thời điểm mà là xem cái thời điểm là thời điểm xuất hành đấy, thì nó một dạng xuất hành sau ngày mùng một Tết. Và cái nội dung xuất hành thứ hai tức là xuất hành ngay trong cái ngày mùng một Tết, thì năm nay người ta lựa chọn như thế nào? Thì năm 2019 là năm Kỷ Hợi, ngày mùng một là ngày Dậu, lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tam hợp bị Dậu Sửu và thành Kim Cục, và xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt ở Dần. Cho nên ra là năm chúng ta sẽ có cái ngày đầu tiên là ngày Dậu đầu tiên của năm. Ngày đầu tiên của năm là ngày Dậu, thì vào cái ngày Dậu đầu tiên của năm, nếu như mà chúng ta xuất hành đi lễ chùa, hay là xuất hành đi thăm hỏi thăm nom họ hàng, hoặc là đi chúc Tết để nói những cái lời tốt đẹp đầu năm để cho gia đình, những cái người họ hàng, anh em, bạn bè của mình đến thăm đến chơi. Nhân cái cơ hội này là chúng ta sẽ có ba cái cơ hội trong này. Cái cơ hội đầu tiên là chúng ta là có cái cơ hội được nghỉ ngơi để chúng ta có thời gian đến thăm nom gia đình nhau. Bởi vì cả năm anh chị nhiều khi chỉ giao lưu gặp gỡ nhau ở bên ngoài đường, hoặc là ngoài quán xá, hoặc là chỉ đến nhà mà không có đầy đủ tất cả thành viên trong nhà. Thì cuối năm là cái dịp mà anh chị có thể gặp gỡ bố mẹ, anh em, bạn bè của những người thân đó, những người bạn của anh chị, những người thân của anh chị, và chúc sức khỏe cũng như hỏi thăm cái tình hình trong năm. Thì cái việc này là cái việc của truyền thống rất là tốt đẹp, cũng như là một việc rất là cát tường, là một việc rất là tốt lành. Mà đầu năm lại có khách quý đến nhà, thì như vậy là người ta muốn nói rằng là một cái năm rất là thuận may, nhân đinh hòa hợp, để mà gia đình để nói những lời tốt đẹp nữa, đinh tài hướng vượng, thì nó là cái chuyện rất là cát khí. Cho nên là cái việc mà lựa chọn cái xuất hành đầu năm ấy, thì người ta cũng chọn cho mình một cái giờ tốt để mà có được cái việc xuất hành nó hành thông. Cái ngày mùng 1 Tết thì quý thần ở hướng đông nam và tài thần thì ở hướng tây bắc. Cho nên là cái vị trí điểm xuất hành tốt đầu năm, anh chị nên chọn cái vị trí đông nam, gọi là phương vị đông nam so với nhà của mình, hoặc là phương vị phía tây bắc so với nhà của mình. Đấy là phương rất là vượng. Định nghĩa thế nào là phương vị? Tức là ví dụ từ trong nhà của tôi, nhà tôi ví dụ như là hướng đông nam, như vậy là cái điểm đến của tôi nó phải nằm ở phía trước nhà của tôi. Còn anh chị đi ra ngoài cổng hay rẽ trái hay rẽ phải, anh chị đi thẳng hay anh chị thế nào cũng không tính, mà người ta tính là cái điểm đến của anh chị đầu tiên nó phải nằm ở cái phương vị đông nam. Tức là nếu như anh chị đứng quay mặt về phía mặt trời mọc thì nằm hơi chết chất một tí sang bên tay phải của anh chị chẳng hạn, thì cái phương vị này gọi là phương vị đông nam. Còn phương vị tây bắc thì nếu như mà nhà anh chị là hướng nam chẳng hạn, thì cái phương vị tây bắc nó nằm ở phía đằng sau bên tay phải của anh chị, thì gọi là phương vị phía tây bắc. Thì vị trí là vị trí so với cái vị trí xuất hành, tức là vị trí so với cả vị trí chị đứng là cái phương vị là xuất hành, thì người ta gọi là cái phương đấy gọi là phương xuất hành. Thì năm 2019 Kỷ Hợi là ngày Dậu, cho nên là năm nay là cái giờ xuất hành tốt đó là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ. Giờ tôi nhắc lại là giờ Tý, tức là từ 1 đến cái giờ Tý, tức là khoảng từ 11 đến 1 giờ sáng, tức là từ 0 giờ sau giao thừa là từ 0 giờ đến 1 giờ sáng. Giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ sáng. Giờ Thìn là từ 7 đến 9 giờ sáng. Giờ Ngọ là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, tức là từ 1 đến 13 giờ. Là giờ đấy là giờ rất là tốt. Các cái giờ Mão, giờ Tỵ và giờ Thân. Giờ Mão là từ 5 đến 7 giờ, giờ Tỵ là từ 9 đến 11 giờ, và giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ là giờ Hung. Giờ Tuất tức là từ 17 giờ đến 19 giờ, và giờ Hợi là giờ từ 21 giờ cho đến 23 giờ. Ngộ và không vong, không vong này là không vong của thiên can, cho nên là không dùng để xuất hành. Thì đấy là nói về cái ngày mùng 1 Tết. Còn những anh chị nào
mà xuất hành. Ví dụ anh chị đi công tác, anh chị lên địa điểm, anh chị đi công tác, anh chị đi vào trong Nam hay đi ra ngoài Bắc hay đi, hay là anh chị có cái địa điểm kinh doanh hoặc sinh sống ở nơi khác, anh chị về ăn Tết với ông bà, anh chị cần phải đi xuất hành, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái ngày xuất hành chứ không phải là chọn ngày giờ xuất hành, chứ chúng ta không phải là chúng ta chọn giờ xuất hành trong ngày nữa. Thì năm 2019 Kỷ Hợi chúng ta sẽ có ngày 3 tháng Giêng là ngày Ất Hợi, là ngày xuất hành rất là tốt. Nhưng tuy nhiên những tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Tân Tỵ thì không nên chọn cái ngày này. Tiếp theo là ngày 4 tháng Giêng, tức là ngày Bính Tý, nạp âm là Giàn Hạ Thủy, và tuổi Canh Ngọ và tuổi Mẫu Ngọ thì không nên chọn cái ngày này. Ngày 10 tháng Giêng âm lịch, tức là ngày Nhâm Ngọ, nạp âm là Dương Liễu Mộc, và cái tuổi Bính Tý và tuổi Canh Tý thì cũng không nên chọn ngày này. Ngày 11 tháng Giêng, tức là ngày Quý Mùi, nạp âm là Dương Liễu Mộc, thì tuổi Đinh Sửu và tuổi Tân Sửu thì cũng không nên chọn cái ngày này. Như vậy là cái ngày này là người ta gọi là ngày xuất hành. Và trong phương pháp lựa chọn ngày xuất hành, anh chị có thể tham khảo các video khác để lựa chọn theo phương pháp xuất hành theo lục nhâm đại đốt, để chúng ta chọn các giờ đại an để chúng ta xuất hành đầu năm mới, cũng là cái phương pháp chọn giờ cát. Cái việc xuất hành đầu năm, thì khi mà xuất hành đầu năm thì chúng ta hỏi là có cần phải lưu ý điều gì không, thì thực chất là cái việc xuất hành thì chúng ta lựa chọn những cái điểm đến hay là lựa chọn những nơi đến, thì nó phải, ví dụ ngày 1 chẳng hạn, thì nó phải những nơi đến nó vui vẻ. Nhiều một số anh chị thì đi đình đền miếu phủ chùa chiền để cầu an cũng là một cái phương pháp chọn xuất hành. Có thể đến nhà bạn bè thân bằng cố hữu hoặc là những người mà họ hàng để chơi thì cũng là một phần là cái việc xuất hành. Tức là cái nơi chúng ta đến thì một là nó phải đẹp đẽ, hai nó phải cát lành, ba là nhà cửa là anh em họ hàng hoặc kể cả bạn bè là gia đình phải hòa hợp, đủ trai đủ gái, rồi trong năm làm ăn nó thuận lợi, chứ không phải là anh chị xuất hành để chọn những cái nhà nó có một ông bạn độc thân mà tết nhất thì chả lo cái gì cả, hoặc là nhà cửa bừa bộn thì không phải như vậy. Và chúng ta phải chọn lựa cái địa điểm xuất hành, thì cái nơi chúng ta đến nó phải cát, tức là nó phải tốt, thì cái việc xuất hành đầu năm thì cũng sẽ tốt. Và dù rằng là cái ngày xuất hành một thì dù đi đến bất kỳ địa điểm nào thì cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải giữ một cái tâm thái và tinh thần tốt và nói những cái lời tốt lành để chúng ta, và cái việc đó cũng phải là một việc tốt lành. Và chúng ta không, trong một quá trình mà anh chị đi xa để di chuyển thì chúng ta cũng luôn luôn với cái thái độ tốt và không xuất hành trên đầu tiên đến ngày xuất hành đầu năm lại cãi cọ lẫn nhau rồi đánh lợn lẫn nhau, thì nó cũng không phải là một cái việc tốt, không phải là việc hay. Thì chúng ta đầu năm thì dĩ hòa vi quý, thì luôn luôn vui vẻ để chúng ta có một năm cái việc mà đi lại công ăn việc làm nó được hanh thông thuận lợi. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị năm 2019 vạn sự cát tường.